không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Phạm Nhân Thương hành vi lỗ mãng khiến cho quán Lục Nghệ bị sụp, hại tới vô tội. Bây giờ bổn quan phán người. Khoan đã, đại nhân, Thảo Dân dẫn tới một nhân chứng có thể chứng minh Thu Hương là bị quen. Ở trên cung đường đâu có phải giỡn chơi. Người dẫn người tới cả tướng cũng nhìn không thấy, làm sao mà làm chứng? Người đâu, dỡ bổn quan xuống. Khoan đã, đại nhân, nhân chứng che mặt lại là không muốn để cho người ta biết hắn là ai, để tránh bị thanh toán sau này. Cho nên khẩn xin đại nhân khai ân, phê chuẩn cho nhân chứng không cần biểu lộ thân phận. Được, bổn quan phê chuẩn. Thì kêu người nhân chứng bịt mặt. Nhân chứng bịt mặt, người hãy nói thiệt, bổn quan sẽ suy xét. Đại nhân, thật ra quán Lục Nghệ sở dĩ bị đạp một cái là sập vốn không phải là quan hệ tới việc của nương này. Kẻ gây ra họa là người đứng bên kia, Cam lão gia, Cam nhất điểm. Đại nhân à, hắn vu oan cho ta. Nhân chứng bịt mặt, người nên biết những điều người nói phải có bằng chứng thật sự, nếu không bổn quan sẽ trị tội người. Đại nhân, Thảo Dân nói đều là sự thật. Cam lão gia là nhà buôn thừa kiến quán Lục Nghệ vì muốn bao lợi, giảm bớt vật tư, dùng những loại gỗ mục nát để làm rường cột, nhưng cũng không đủ. Thử hỏi, nó giống như là bá đậu hũ vậy, đạp một cái là nát ngay. Xin đại nhân minh xét. Yên lão, đại nhân hắn không có bằng cớ, chỉ bị chuyện sanh sự thôi. Đại nhân ông phải chủ trì công đạo. Nhân chứng bịt mặt, người với bằng cớ gì nước Cam lão già giảm bớt tài liệu để lấy bạo lợi? Bẩm đại nhân, vì Thảo Dân là công dân góp phần xây quán Lục Nghệ. Cam lão gia, ông còn nhớ không, vào giờ ngọ mùng 3 tháng 3 năm trước, khi công trình của quán Lục Nghệ vừa mới bắt đầu, ta đã nói với ông, nói với công đầu Mạc Diệu Đức, mấy cái rừng cột ráng bớt dùng một chút, còn nói tốt nhất là một chia làm hai, tiết kiệm vật tư, còn nói rõ là cấm dùng gỗ lê quý giá mà phải dùng gỗ đoạn giá rẻ, tóm lại không sụp là được rồi. Người có nói như vậy hay không? Đâu thể như vậy được, để chết người đó. Còn nữa, mùng 8 tháng 4 năm ngoái, công trình quán Lục Nghệ đã hoàn thành được một nửa. Người chê công đầu Mạc Diệu Đức xài quá nhiều tiền công, đem số công nhân từ 78 người giảm xuống còn 26 người, trong đó có 12 người là ngoài nghề. Có nhiều góc tối của quán Lục Nghệ vốn là cái chốt, chưa có nhấn vào cái mắt. Thử hỏi như vậy làm sao mà được an toàn? Làm cẩu thả không sụp mới là lạ. Các người nói đi. Đại nhân, chỗ này có chứng cứ. Được, hãy trình lên. Là kỷ lục mua tài liệu trong khoảng thời gian xây quán Lục Nghệ. Đại nhân có thể nhìn rõ ràng, tất cả đều dùng những loại gỗ thiệt hạ đẳng, ngoài ra đồ kiến trúc để giảm bớt đi tài liệu. May là có người bạn chánh nghĩa nhìn thấy chướng mắt, đã lén giấu đi một bức đồ. Cam lão gia, ngươi có giải thích gì? Đại nhân, nếu như chứng cứ không đủ, quán trà ở đường cái phía tây, y quán ở đường cái phía đông, ta đều có phần xây cất. May là bây giờ vẫn chưa sụp, hay là chúng ta qua coi coi có tình trạng giảm bớt được hay không. Đúng, thiệt là tức quá mà, thiệt đúng là hoang đường. Mà tổng quản, người làm gì kiểu nào đâu có thể cho phép công nhân ở dưới làm như vậy chứ, thiệt là mất đạo đức, mà thương cái thương nhiều của ta. Chuyện này ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Để lát trở về lập tức điều tra cho ta, có biết không? À, dạ lão gia. Cam lão gia, nhưng ngươi thì không có biết chuyện, nhưng mấy công trình bả đậu phụ này là do cửa tiệm của ngươi xây mà. Ngươi là ông chủ lớn, không thể nói một câu không biết là đứng ở ngoài cuộc, có phải hay không? Nghĩ trở lại phải nên xét luôn những cái khác cho chững chạc. À, phải. Đúng vậy. Cam lão gia, ngươi nghĩ chuyện này phải xử thế nào? Ờ, đại nhân, nếu thật sự có chuyện này, ta cũng thấy ái ngại lắm. Ta sẽ tra chứng tất cả những công trình, nếu thiệt có vấn đề, ta sẽ phái người dỡ đi xây lại và sẽ trừng phạt những công nhân vô lương. Được, vì có chức cùng mới xuất hiện, chứng minh Thu Hương là bị quan. Bây giờ bổn quan tuyên phán Thu Hương vô tội, được thả, thoái đường.
người khoan đi. Chuyện gì đi mau vậy hả? Chăm lão già lại muốn thanh toán người ta. Vì nghĩa sĩ này có thể người ta thấy rõ tướng của ngươi hay không? Nè, ta nghĩ là không cần. Ngươi muốn nhìn ta cứ nói, ta nhất định cho ngươi coi. Mở mắt ra cho lớn để coi rõ ràng ta là ai. Ta chính là thiệt là tức. Ngươi dám làm bộ làm tịch lừa gạt bị bơm. Mà tổng quản, lập tức dư biểu đại nhân xét lại giữa chuyện này. Dạ lão gia. Lừa gạt, giảm bớt vật liệu, vì phú bất nhân. Đây là sự thật ràng ràng. Bây giờ đại lão gia bắt thang cho ngươi xuống. Ngươi còn đòi tái thẩm. Ngươi nói chơi hay là làm thiệt đây? Thiệt là cơ trí hơn người. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi phải tuột lòng hết tất cả những kỷ luật, tuột lòng những đồ kiến trúc, thiệt đổi hại. Hay quá đi. Quê lão gia quá khen. Đương nhiên, hắn thiệt nhất một thập hàng qua mắt con người này. Đây là điều kiện phải có của một nam tử hán đại trượng phu. Đúng, vì rồi ngươi nói với ta là kẻ cáo mà không cho ngươi đem theo kỷ luật. Tấm đồ kiến trúc này thật ra ta chỉ kiếp của ta giả ra lại. Hả? Hoa công của hắn lợi hại lắm. Thiệt lợi hại. Phải, Huệ công của Quê An thiệt lợi hại. Rất lợi hại. Quê An, may là có người, Thu Hương mới không sao. Đúng. À đúng. Đại phu nhân, bà quá khen. Chuyện của nhà họ Quê là chuyện của ta, ta làm sao là có thể từ chối được. Quê An. Thu Hương cô nương. Thu Hương không có gì đền đáp. Người mình mà. Quê An, ta đã nghĩ lại. Ngoài việc nói cảm ơn với ngươi ra, ta còn món quà muốn tặng cho ngươi. Thiệt? Một chút tâm ý, xin mở ra đi coi. Cảm ơn. Bút lông. Tuy cái bút lông này không phải quý giá, nhưng rất có ý nghĩa. Hiểu rồi, cái bút lông này chủ ý quan hệ của chúng ta như là bút lông với nghiêng mục. Ta là bút lông, cô là nghiêng mục. Thật là muốn chấm sao thì chấm. Ta đi làm việc. Xin chào. Đêm khuya sao mà thơm vậy? Bất cơ. Nè, thì ra ngươi đang nướng cánh gà. Ngươi thích hay không? Quan trọng đi. Được được, từ nhỏ thì ta đã thích rồi. Lúc nãy thấy đói bụng, may là ta dưới bếp nhìn thấy có hai cánh gà. Ngươi nên biết nướng cánh gà ta thiệt. Cấm hát. Kẻ xâm quyền sẽ bị truy cứu. Đừng có mồ phỏng. Nè, được rồi, có thoa mặt ông hay không? Thoa. Thoa nhiều mới ngon. Cái viết này sao quen mặt vậy? Ngươi lấy ở đâu? Bài viết của ngươi. Bài viết? Nếu như cây không lấy mà lại chọn cây này. À không, ta thấy cây viết này chưa có dùng quà. Không để ngươi ăn cánh gà nướng chén nước mắm. Đây là món quà đầu tiên của Thu Hương tặng cho ta. Ngươi chuẩn bị mật ong không? Mật ong tốt, có ý đẹp mà, được ngọt ngào. Ngọt cái đầu của ngươi. Hãy rửa sạch cho ta. Nếu không thì giặt cái đầu của ngươi xuống. Được, để ta lo. Nè, nói trở lại, Thu Hương cô hẹn người chờ, chỉ tặng cái bút này cho ngươi. Nếu không còn muốn sao? Ngươi là cứu mạng của cổ, công hiến lên đền đáp thì cũng phải hiến lòng chi. Còn nói mình là tài tử phong đường, đường bá hổ, lần này đã bị thua. Ngươi biết cái gì chứ? Thần sắc khi tặng cái bút này cho ta đúng là nhất chu hồng nhiễm lộ kinh hương. Thật là e thẹn. Ta kêu một cái là chồm tới đòi lấy ta. Như vậy đâu có tình thú. Như là nướng cánh gà này, rõ ràng nắm ở trong tay của mình, cần gì phải nóng lòng. Ta thích ăn từ từ. Ngươi thiệt là giỏi ăn. Thu Hương, sao Quê An lại tặng một lá thôi cho cô? Không biết. Vậy xé ra đọc coi. Nói cái gì? Cho ta coi đi. Xế kế kiều Nga dạ ngọa trì, lê hoa phong tình liễu thê chi, nam trương tâm sự hòa nhân thuyết, thuyết vũ thanh thiên minh nguyệt tri. Quê An. Cái gì xá kế, cái gì lê hoa? Lại nói cái gì khó kể tâm sự với người ta? Quê An có nhiều tâm sự kể với cô à? Sao kể với cô lại không kể với ta?
Tiên thì hỏi ta, làm sao mà ta biết? À, ta biết rồi. Quê An nhất định là xài hết tiền công, cho nên không có tiền xài. Định mượn của cô. Thưa Hương, cô có mặc kệ Quê An. Nếu Quê An không có tiền xài thì ta sẽ cho hắn mượn. Cô cũng biết, ta với hắn, hắn với ta. Cô hiểu chứ? Ta hiểu được. Thu Hương cô nương, ta tới rồi. À đúng, cô có đọc qua bài thơ ta viết cho cô hay không? Bài thơ quả thật là hơi mạo muội, nhưng từng chữ từng câu đều là tâm ý của ta. Thu Hương cô nương, xin cho ta một cơ hội, để ta khỏi phải chỉ ngó trời xanh, mà có thể kể lể tâm sự với cô. Trả cho ngươi lá thư này. Hôm qua ngươi đưa cho ta, ta nghĩ tên ngươi đã viết sai. Ta đã sửa lại cho ngươi. Tại sao ta lại viết sai? Tại sao ta lại viết cho Thạch Lựu? Không lẽ cô không biết tâm ý của ta? Không lẽ ngươi lại không biết tâm ý của Thạch Lựu hay sao? Ta không coi nặng tâm ý của ai khác, ta chỉ coi nặng tâm ý của cô thôi. Không lẽ cô không biết rõ tâm ý của ta? Đối với cô. Phải, ngươi đã từng cứu ta, ta rất là cảm kích ngươi. Nhưng cảm kích với tình cảm là hai chuyện khác nhau. Xin lỗi. Nhưng từ đầu chí cuối, ta vốn không hề thích Thạch Lựu. Ta biết hai người tình như tỷ muội, nhưng cũng không thể vì cổ mà không cùng ta. Chuyện này không có liên quan tới Thạch Lựu. Cho dù là không có cổ, ta cũng sẽ không nhận thơ của ngươi. Người của Tây Sưởng đẹp đẽ máu đi. À không, bây giờ phải đổi miệng kêu là Cam đại nhân. Đại tẩu, nếu như có người ngoài thì kêu là Cam đại nhân, bây giờ đều là người mình, có thể kêu là Đông Thành. Ồ, thì cũng giống nhau. Đông Thành biểu đệ đại nhân. Biểu đệ à, ngươi thiệt là quan tông diệu tổ. Làm việc cho triều đình chỉ là mấy năm thôi là đã gia nhập vào Tây Sưởng. Bây giờ còn là người hùng của Tây Sưởng nữa. Nhà họ Cam thiệt là hãnh diện gì đệ. Ta là biểu ca, cũng thấy rất vinh hạnh. Cam huynh, tại sao khi không lại tặng hoa hậu như vậy cho ta? Đời người có lên có xuống. Đông Thành biểu đệ của ta gia nhập Tây Sưởng, ông cũng biết người của Tây Sưởng có quyền có thế, không ai sợ ai. Nè, hoa này của người ta tặng cho hắn đó. Hắn tặng lại cho biểu ca này, ta thấy quá nhiều. Lấy tới chút ít, coi như là có hoa có lại. Cảm ơn nhiều. Đông Thành thật là nên thân, làm quan lớn rồi, thiệt tình là đáng mừng. Quê lão gia đều là người mình với nhau, không cần khách sáo. Người mình? Phải, ở Hàng Châu chúng ta hạp rời nhất mà. Chúng ta xưng nhau là huynh đệ, cho nên có kế hoạch làm giàu, ta phải giữ phần của ông chứ. Ý đẹp của Cam huynh, hey, ta đành cảm ơn. Quê lão gia, ông cũng kêu ta là Cam huynh mà, còn khách sáo làm gì? Đừng nói nữa, chỉ một câu thôi. Ta có khách từ Tô Châu đưa văn cẩm với lại tơ lụa mấy cái hàng quý giá này về để bán ở tiệm tơ lụa của ông. Tóm lại từ nay ông theo ta kiếm cơm ha. Cảm ơn ý đẹp của Cam huynh, nhưng mà vẫn không có mấy tốt lắm. Ta về lão gia, chúng ta hợp tác làm ăn. Biểu đệ làm việc ở Tây Sưởng của ta cũng đồng ý nữa kìa. Bây giờ ngươi từ chối ta, biểu ta làm sao dạng nói với hắn đi. Cam huynh đừng có hiểu lầm, thì là không giấu giếm. Dạo này ta có đi coi tướng, tướng sĩ nói là ta lưu liên bất lợi, ta không muốn liên lụy tới người, phải không? Không thành vấn đề, ta phước tình cao chiếu, có biểu đệ ở Tây Sưởng chống lưng cho ta, việc gì cũng tai qua nạn khỏi. Quê lão già, nếu như ông không muốn tới số, làm theo lời của ta. Phải đó quê lão già, nếu ngươi muốn xuôi hung đón lành thì làm theo lời dặn của lão gia nhà ta đi. Xin lỗi, ta vẫn không muốn. Cho ông đường tốt ông không đi.
Ông chờ tôi. Có cái gì? Lính đại ca, xảy ra chuyện gì? Tây sự chúng tôi bắt được tình báo, chỗ này có người có mua đồ bất chánh. Làm gì có, ai nấy cũng đều biết ta là nhà buôn đàng hoàng mà, có phải hiểu làm gì không? Thiên hay giả vẫn còn chưa biết, cái người truy xét triệt để cho ta xét rõ ràng có biết hay không? Dạ biết. Thưa đại nhân, lần này đại nhân phải chủ trì công đạo cho ta. Quê lão già hãy yên chí, chúng tôi là quan phụ mẫu, nếu như mà có chuyện bất bình thì bổn quan nhất định phải xử lý công chánh. Cảm ơn đại nhân. Nhưng lần này Tây Xưởng xét án, chúng tôi chỉ là quan nhỏ thì không tiện xen vào. Bây giờ không phải xét án, họ trả thù đó. Lần trước Cam Nhất Điểm đã ép tôi hợp tác làm ăn với hắn, ta từ chối. Rồi tháng kia biểu đệ của hắn tới phá cửa tiệm của ta, tới giật hàng kho hàng của ta, bến đò cũng bị họ chặn lại, không cho hàng ta cập bến. Nè, vậy thì còn dương pháp hay sao? Hey, như vậy cũng thiệt là quá đáng. Có phải không? Nhưng mà Tây Sướng trực tiếp nghe lệnh với hoàng thượng, lời của họ là dương pháp, bổ quan lại làm được gì? Thế nào? Ta còn bận việc. Hả? Từ đại nhân. Quầy lão già, xin trở về. Không lẽ nha môn cũng sợ hắn? Quầy lão già, người chưa biết thôi, Tây Sướng thì không thể đụng chạm tới. Nếu như ta là người, Thế nào? Họ muốn sao thì sao đi. Không Quỳnh, lần trước được ngươi tặng quà hậu tới, lần này ta tặng dùm chút quà lại để tỏ kính nể. Cảm ơn nhiều. Không có Bạch gì, tổng quản. Thâu quà xong rồi tiễn khách, ta đang tập trung tập vẽ, không lâu sẽ có biểu diễn ở hội quán. Dạ, Quê lão gia mời. Không. Không Quỳnh, có lẽ lần trước ta nói không có được rõ ràng, đã khiến cho người có một chút hiểu lầm. Thật ra không phải là ta muốn từ chối hợp tác làm ăn với người. Về chuyện hợp tác làm ăn đó, chúng ta có thể bàn lại. Bàn việc làm ăn? À phải. Được, khi khác ngồi xuống mới bàn ha. Ta đang vẽ tranh, không muốn bị người ta khuấy nhiễu tới nhã hứng. Ta hiểu. Không cần bàn lâu đâu, làm mất một chút thì giờ thôi. Người muốn hợp tác thế nào ta hợp tác theo. Nay thấy người có thành ý thì ta cho ông thêm một cơ hội. Cảm ơn nhiều. Nè, bây giờ ta nói rõ ràng điều kiện với ông. Từ nay chúng ta hợp tác, ta làm lớn, ông làm nhỏ. Đương nhiên. Tất cả tiền mua hàng, tiền công, toàn bộ do ông phụ trách. Ta chỉ phụ trách doanh vận. Hả? Ê, nè, ngươi không cần phải ra tiền sao? Vậy có nghĩa là không vốn mà sanh lợi. Ta có Tay Xưởng chống lưng, đây chính là vốn liếng của ta. Nè, con người của ta rất là khoan hồng, đã chuẩn bị một bản khế ước, đã cho ông một cơ hội để nhận lỗi. Từ lúc ta chưa có thay đổi ý định, ký tên xác thực cho lẹ đi. Hả? Ngươi không cần ra vốn, lợi nhuận mà chiếm 8%. Hả? Rõ ràng là hiếp ta. Rồi thế nào? Ta có Tay Xưởng chống lưng cho ta mà, ta thích làm sao thì làm. Ông cứ dùng túng hạ nhân chống chọi với ta ở hội Hoa Đăng, báo hại hai thằng con của ta bị mất mặt, còn khiến họ bị thương, lại báo hại ta phải xây lại nhiều đồ kiến trúc nữa, khiến ta quýnh cả tay chân. Bây giờ ta rõ ràng ăn hiếp ông. Ông giỏi thì đừng ký. Ngươi, mấy cái hợp đồng không có hợp lý nè, đánh chết ta cũng không ký. Tỷ phú, bây giờ chuyện gấp gáp, hãy cho đệ một vạn mấy ngàn lạng để mà đệ đi lo lót. Lo lót? Người kiếm ai lo lót? Cùng lắm người quen biết mấy cái tên bộ khoái thôi. Bây giờ cách tôi đại nhân không dám xen vào chuyện này. Ta đã biểu thần tiên đi kiếm tuần phủ đại nhân rồi, ta cũng có một chút giao tình với tuần phủ đại nhân, hy vọng là ông có thể chủ trì công đạo. Ý, Thiên Thúc về tới à? À, Thiên à. Ê, chuyện gì? Lão già, có gặp được tuần phủ đại nhân hay không? Lão già, ta theo lời dặn của ngươi đi kiếm tuần phủ đại nhân. Hắn vừa nghe ta nói hai chữ Tây Xưởng thôi, đã không nghe ta nói nữa, còn nói ta vu cáo mệnh quan triều đình, đánh ta 20 đòn đuổi ta về. Ôi, cả tuần phủ đại nhân cũng sợ Tây Xưởng, phải làm sao đây? Chuyện gì mà rầm trời vậy? Không phải rầm trời mà là dở thường. Đây là chỗ của quê phủ, người làm cái gì?
nhà họ Quê các ngươi bả chiếm chỗ công, tường này xây ra ngoài quá, khiến cho con đường chật hẹp. Bây giờ ta ra tiền ra sức nới rộng con đường, tạo phước cho quần chúng. Nhà này là của Quê phủ, ngươi không có quyền làm vậy. Cái tên thư đồng rách rưới này, đâu ta phiền ngươi lên tiếng. Quê lão gia, ta có thụ quyền của quyền lão gia từ đại nhân nè, cho hắn coi. Từ đại nhân đã phê chuẩn. Phải làm sao? Cam nhất điểm, ngươi làm như vậy cũng là vì muốn ép ta hợp tác thôi. Ê, chuyện riêng thì đừng nói. Hôm nay ta tới đây là thỉnh mạng vì dân, thế thiên hành đạo, giúp cho đại chúng bần khổ đối phó cái tên gian thương ác bá. Hôm nay ta dỡ đi tường của ông, khi khác sẽ ở hậu viện của ông xây một nhà xí công cộng thiệt là lớn hả, để tiện đại chúng, và cũng để đại chúng được phương tiện đi tiểu tiện hay đại tiện cũng đều được. Ngươi cảm nhận điểm, ngươi không cần phải ác như vậy chứ. Ác vẫn chưa, ta còn định là ở bên trái nhà ông mở một phường bạc, bên phải mở một kỹ viện, đối diện ngay mặt xây một nghĩa trang. Ngươi lão già Lão già coi bộ nghĩa trang này phải xây mau một chút, lỡ Quê lão gia bị bất trắc gì. Cũng được, gần khiêng qua bên kia cũng tiện lợi. Cha sao rồi? Vừa mới uống thuốc xong, đại phu nói là khí hư huyết nhược, là tâm bệnh. Lâu nay có nhiều ý mà hay giúp đỡ giùm. Thu Hương cũng muốn người giúp Quê lão gia. Cả quan viện tuần phủ cũng sợ hắn. Ta chỉ là một thư đồng, ta lại có thể làm được gì? Đã kém tài thì đừng có gây ra nhiều chuyện, cũng là tại các người hết. Thu Hương, nếu không phải người đạp sụp quán Lục Nghệ thì đâu có bị bắt đi. Quê An không phải ra xử cho người thì đâu có đụng chạm tới Cam lão già. Bây giờ gây ra chuyện lớn như vậy, đúng là sao chổi. Ê, đừng có gây nữa. Bây giờ đụng chạm tới Cam lão già, với tính của hắn, thêm giờ có Tây Sưởng chống lưng, nhất định sẽ phá cho nhà của mình không có ngày yên ổn. Hây à, phải rồi đại tỷ. Đột nhiên mùi nghĩ tới, ở dưới quê nhà đang có chuyện gấp rút, mùi cần phải trở về nhà mẹ cả tháng trời. Hả? Đại phu nhân, ta chợt nghĩ ra một chuyện gấp. Là chuyện gấp. Bây giờ lão gia có chuyện, hai người đòi bỏ đi. Không đâu, mùi thiệt không đi không được. Tỷ nói với lão gia giùm mùi chuyện gấp. Chúng ta về nhà tìm dọn hành trang, chuyện gấp. Thôi đi. Hoài lớn kéo tới rồi thì mình ai nấy chạy. Mẹ, tôi đỡ bà vô trong. Bên này. Ăn cơm chưa? Mau lên, dàn ra. Dàn ra, mau lên. Các lão gia, dừng kiểu. Dừng kiểu. Lão gia, không sao chứ? Không sao. Hai người thiệt là to gan, dám chạy ra cản đường ngăn kiệu. Hai cái thằng khờ này tới làm gì? Cam bà, coi như chúng tôi xin ông lại ông tha cho nhà chúng tôi. Dưới gối nam nhi của vàng kim đó đồ khờ. Các người thấy chưa, hai đứa con cưng của Quê Hồng Sơn quỳ ở ngoài phố để xin ta, thiệt là mất mặt. Cam bá phụ, xin bá phụ rộng lượng khoan hồng tha cho nhà họ Quê. Phải, chúng tôi có thể thấy họ khấu đầu với ông. Không ngờ hai ngươi cũng thiệt là hiếu thảo. Được, thì coi hai ngươi có chịu nghe lời của ta hay không rồi tính. Nghe, nhất định nghe. Phải đó Cam thế bá, ông nói gì tôi cũng làm theo. Thiệt? Dạ. Thì hai ngươi giả tiếng chó,
Sủa vài tiếng nghe thử. Sủa đi. Hai con chó chết này đúng là sủa bậy. Các người thì quá đáng. Khoan đã, chuyện không thể ghi lâu thêm. Thiệt là chó gác cửa, chơi không vui. Lần sau phải chơi chết cả nhà ngươi. Đi. Thế nào, hai vị không có sao chứ? Chúng tôi thì vô dụng, không giúp nổi cha. Sao hai vị lại khờ như vậy? Chúng tôi thấy Quê An cũng hết cách, cho nên muốn xin hắn. Ai ngờ. Lão già, ông theo tề lão sư học vẽ mới một tháng, mới đây đã vẽ hàng sơn đại thạch đồ. Thật ra cũng đâu có dễ. Có ai không biết, hôm đó vì có hứng càng nói thì càng lớn, ở trước mặt người ngoài thua người không thua trận, chỉ đành chịu khó thôi. Nhưng mà lão gia ông không cần sợ. Nè, ông ở Hàng Châu xưng bá nhất phương, cho dù ông vẽ cục phân người ta cũng khen đẹp mà. Người nói ta vẽ dở như phân. Lão gia, tôi không phải là ý này. Ý của tôi là ông vẽ trái quýt cũng được lưu danh thanh sử. Ý? Hai bức tranh vẽ tạc mực này thì khá quá hả? Đi, qua vẽ đi. Hai bức này là tác phẩm của Quê Văn Quê Võ, hai vị thiếu gia. Có thiệt không? Hai cái thằng khờ đó chỉ biết giả tiếng chó sủa thôi. Vẽ ra được tranh đẹp như vậy, ngươi tin không? Không tin, nhất định là có người vẽ giùm. Đi. Hai người tới đúng lúc. Chào Cam Bá Bá. Nè, trả lời thật thà với ta, hai bức tranh này có phải hai người vẽ hay không? Cam Bá Bá thì là của chúng tôi. Vẽ. Còn nói lâu. Cam lão già, hai bức tranh tạc mực này thì có gì vị thiếu gia đây vẽ? Nè, nếu như ông không tin, hay là đến gần một chút coi cho rõ, như vậy sẽ hiểu. Ta hiểu rồi. Hai cái bức tranh này sở dĩ có thể ra mắt, không phải vì hai cái tên đó vẽ được đẹp, mà là mực tốt thôi. Tranh tạc mực, quan trọng là màu sắc, nước mực đều đặn. Quê An, đây là mực gì? Cái này chỉ là mực thường. Mực thường là có hiệu quả này? Tuy là mực thường, nhưng được chính tay của Quê An này mài ra thì thiệt quyết không phải là thường. Có thể nói khác hẳn với thường, không ai sánh bằng. Thiệt sao? Không dám giấu giếm, công phu mài mực của Quê An đã được gia truyền. Chúng tôi đòi hỏi tai, tâm, mắt, nhất thời. Người nói y như thiệt vậy? Để lát ta sẽ biểu diễn vẽ tranh công khai, chừng đó ngươi mài mực cho ta, coi ngươi có nói láo hay không. Làm việc cho gia thuộc của tay sưởng để cho ngươi được lời. Dạ, Cam lão gia, thì mày mực. Quê lão gia, cha mẹ. Bên này. Bên này. Các vị lão gia bên này. Được. Cha có phải cha thấy không khỏe? Không có gì. Nè, mời ngồi. Các vị thiệt là nể mặt, kêu là tới ngay. Ta theo tề lão sư học vẽ đã có một khoảng thời gian, đã được chân truyền của hắn. Hôm nay mời các vị tới để nới rộng tầm mắt. Để ta cầm bút vẽ ngay ha. Tạc một bức hàng sơn bạch thạch đồ cho các vị coi. Hả? Thiệt là khá lắm, khá lắm. Ê, cảm ơn ủng hộ. Bây giờ lão phu biểu diễn ha. Nè, đưa mực. Dạ, cảm lão gia. Đại lắm, cao lắm. Đẹp. Thiệt là một bức hàng sơn bạch thạch đồ. Vẽ ra thật là linh hoạt truyền thần, dùng mực cương kính thuần mẫu, ý cảnh trong đó càng cao thâm khó lường. Thật là một tác phẩm kinh thế, lôi đình bất lịch, thiên hạ vô địch. Xin mời các vị ngắm kỹ. Con rùa hoàng đế. Cái gì mà con rùa hoàng đế? Kẻ cười nói gì đây? Sao lại vậy? Cả
không nguy hiểm nữa. Chúng tôi đều biết người ác nhất Hàng Châu không coi ai ra gì, chỉ không ngờ là người dám xây dựng quan thượng, người to gan phạm thánh, nhân thần công phẫn. Cam Nhất Điểm, coi bộ lần này biểu đệ của ngươi ở Tây Xưởng cũng không cứu nổi ngươi. Cái tội này cùng với tội khi quân, nhẹ thì chặt đầu, nặng thì xử chém mãn môn. Đủ gì đủ tóc ngươi đó. Quế An à, có chuyện từ từ nói. Hôm xưa có gì đụng chạm tới ngươi, xin ngươi bỏ qua. Cam lão gia, ông xin ta. Ta cho ngươi tiền 1.000 lạng, 2.000 lạng, bao nhiêu cũng được. Phi, Quê An này coi tiền tài như phấn thổ, ngươi tưởng có thể đem tiền mua chuộc được ta hay sao? Ta, cho dù ta không nói, những người ở đây đều kiến chứng ngươi đã sỉ nhục đến quan thượng. Phải điểm, dù hắn không nói, ta cũng tới Đông Sưởng để khảo phát ngươi. Xin đừng quên lão gia, quên đại ca. Hay là vậy, ta hứa với ông, từ nay ta không khoái nhiễu quê phủ các người. Lần trước ta dỡ đi tiền của các người, bây giờ ta lập tức phái người xây lại cho ông. Thậm chí quý phủ có gì phải sửa sang tô điểm, ta đều làm hết. Người nói là xây nghĩa trang ở trước cửa nhà của ta mà. Ta chỉ nói chơi thôi. Nói chơi thôi. Phải. Tình phản tật này. Xin lỗi. Thiệt tình, đừng có đụng tới ta. Xin lỗi, ta hứa với ông, cùng lắm là kể từ nay ông làm lớn, ta làm nhỏ, việc gì ta cũng theo ông, có được chưa? Phu nhân, nhìn tướng của hắn như là có thành tâm hối cải. Các vị lão gia, thì coi như là cho hắn một cơ hội. Quê lão gia, cảm ơn quê lão gia, cảm ơn quê đại ca, cảm ơn các vị. Nghĩ tới bỏ ngỡ rồi của Cam Nhất Điểm, không biết nên cười hay nên khóc. Lão gia, từ nay chúng ta được sung túc rồi. Lão gia, lần này thiệt là may mắn, ta với Chấn Hưng đều không có về quê, ở lại cùng với lão già. Bây giờ mưa tạnh trời sáng rồi. Phải đó tỷ phụ. Ta biết, còn là nhờ Quê An chúng ta mới được tai qua nạn khỏi. Quê An, ngươi 5 lần 7 lượt để giúp nhà chúng tôi, lão già thiệt tình cảm kích vô cùng. Lão già nặng lời rồi. Thật ra lần này phải kể công cho hai vị thiếu gia. Tại sao? Bởi vì trước đó hai vị thiếu gia đi chặn đường của Cam Nhất Điểm, ai ngờ bị hắn sỉ nhục công khai, biểu họ giả chó xuống ngoài phố. Và từ lúc đó, ta thề với trời, cho dù không ăn không ngủ cũng phải nghĩ cách để đối phó với Cam Nhất Điểm. Con rùa này rốt cuộc đã cho ta nghĩ ra cái kế hoàng đế. May là ngươi có cách trí. Dạ quá khen. Nè, tôi đại nhân triệu tập mình tới, không biết là vì chuyện gì. Có phải liền càng tới tranh vẽ hoàng đế con rùa hay không? Chắc là vậy. Hèn chi Cam Nhất Điểm đã lén dọn cả nhà đi đó. Đại nhân gia lâm. Tham kiến Lâu đại nhân. Lâu đại nhân mời. Nè, đây là trọng thần bên cạnh của hoàng thượng, thượng thư lại bộ triều đình đương kim Lô Trường Khang Lô đại nhân. Tham kiến Lô đại nhân. Miễn lễ. Tạ ơn đại nhân. Ngồi đi. Hôm nay bổn hoàng tới báo một tin mừng với các vị. Hoàng thượng thiên ân hảo đản, yêu dân như con, vì thảo sát dân tình, tuần sau thánh gia tới chỗ này. Wow. Hoàng thượng phải tới Hàng Châu chúng ta. Hoàng thượng chỉ muốn đi sâu thể xác dân tình, cảm giác cuộc sống dân gian thật sự. Ngài sẽ không ở bất cứ dịch viện hay quan đệ nào, cho nên bổn hoàng có chuyện này cần các vị hợp tác. Lô đại nhân nhất định ở Hàng Châu chọn một hạ môn đại trạch cho hoàng thượng vào ở, cho nên bổn hoàng đã cố tình giới thiệu các vị. Ta với Lô đại nhân sẽ ở trong phủ đệ của các vị, kiếm một chỗ dùng để chiêu đãi hoàng thượng. Nè, để tiện việc chọn lựa, các ngươi về đem ưu điểm đặc sắc của phủ đệ viết lại hết tất cả, rồi giao cho Lô đại nhân coi duyệt.
các người có hiểu không? Dạ, dạ đại nhân. Wow, nếu như hoàng thượng tiền vào ở của mình, chừng đó quê phủ sẽ giành giá gấp 10 lần. Tới lúc đó ai nấy đều sợ mình. Tỷ phu, đây là dịp may ngàn năm một thuở, nhất định phải nắm vững, quyết không thể bỏ lỡ. Ta thường có nói, chuyện người bỏ mặt, chỗ đông đừng đứng, mục đích là không muốn gây phiền phức. Huống chi đây là hoàng thượng, người ta nói hậu quân như là cảnh cọp, nếu lỡ có bề gì, phiền không những là phiền không, mà coi chừng con bị quả lây sát thân đó. Quá nghiêm trọng đi chứ. Này, lão già nói cũng đúng. Nghe nói hoàng thượng đương kim hỷ nộ vô thường, tàn bạo bất nhân, đừng gặp là hơn. Chứ, chừng đó nếu như quê phủ mình thiệt là nhập tuyển, mình có thể từ chối sao? Phải. Hey, con Kiều nói cũng không phải là vô lý. Nhưng mà lão già, cho dù chúng ta không muốn chịu đãi hoàng thượng, nhưng cũng không thể đụng chạm tới Lộ đại nhân. Điều này ta hiểu. Ta bây giờ đang suy nghĩ một phương pháp vẹn toàn. Quê An vẫn còn nhàn nhã đọc sách à? Đã kiếm tới trước cửa rồi còn không mau thu dọn. Gấp vậy làm cái gì? Khỏi nói, nhất định là trốn nợ, hoặc giả bị cô nương bắt sát, không thể thoát thân. Nghĩ tốt cho người thầy bá hộ, hoàng đế tới Hàng Châu, lỡ vô ở quê phủ thì làm sao? Người nói với ta, chuyện của triều đình thì phải lánh né, cho nên bây giờ thượng sách là bỏ chạy còn hơn là trốn nạn. Về chuyện này ta biết, Lâm ông Lý ông điều danh chiêu đãi hoàng thượng, nhưng mà hoàng thượng vẫn chưa quyết định là ngài ở đâu. Chuyện này khó nói lắm, chỉ lo là lỡ như thôi, nếu không mai tới quê phủ thì phải làm sao đây? Trà thơm. Trà thơm. Thật ra vấn đề ngươi vừa nói, quê lão gia cũng mới vừa nói với ta. Ngươi nói thế nào với ổng? Ta nói với ổng, mặc kệ quê lão gia có muốn hoàng thượng vô ở hay là không, chỉ cần lần sau gặp Lô đại nhân, bỏ chút tâm tư ở trên món quà gặp mặt như vậy thôi. Các vị, lần trước từ đại nhân căn dặn các người chuẩn bị đồ đạc đem tới chưa? Đã chuẩn bị xong. Tài hạ đã đem ưu điểm của phủ đệ viết ở trên đồ trách của hàng xá. À, còn nữa, đây là quà gặp mặt cho Lô đại nhân. Một chút quà mọn, xin đừng chê bai. Đi ông, ngươi thì có lòng với bổn hoàng hả? Nghe nói Hàng Châu rất là thịnh sản trái cây, thì không ngờ trái táo này nhã trí quá ha. Cảm ơn, cảm ơn. Lô đại nhân, thật ra bản xứ ngoài việc có táo ra còn có loại trái cây khác nữa thì càng thơm ngon hơn nhiều. Ồ, nè, là trái dưa chiên bích quy hoàng này. Wow. Ồ, đu đủ, tốt, tốt lắm, tốt thiệt đó. Lão phu lâu nay thích ăn đu đủ. Hey, thiệt tốt, xin mời. Không tệ, không tệ, không tệ. À, đại nhân, ta cũng có một phần trái cây tặng cho ông đây nè. Tuy không phải là đặc sản của Hàng Châu gì, nhưng mà tên của nó kêu là trái khóm vàng. Wow. Tên tuy là đơn giản, ngoại hình cũng gì đặc biệt, tốt ở chỗ là nặng cân. Xin đại nhân hãy vui lòng nhận giùm đi. Hậu quê tới chưa? Đại nhân, đại nhân, quê Hồng Sơn đã tới rồi. Nặng quá, nặng quá. Nặng à. Cầu kiến hai vị đại nhân. Quê Hồng Sơn họ đã tới đủ, sao người lại tới trễ? Dạ phải, dạ phải. Ta vì chuẩn bị quà tặng gặp mặt buôn ba khắp nơi, trễ nãy vừa giấc, báo hại cho đại nhân chờ lâu, chứ là xin lỗi. Không sao, không sao. Quê Hồng Sơn định tặng cái gì cho bổn quan đây? Ê, giúp đỡ giùm nè. Đây là rổ trái cây đó. Ở trong rổ trái cây này thì có đủ thứ, khế nè, chuối nè, cam, nho, long nhãn, nhiều đến nỗi mà ta không thể nào nhớ hết được. Đổ trái cây hả? Tới kệ, mau mở ra thì bổn quan coi thử đi, mau lên. Đại nhân, có phải là khát nước không? Muốn ăn trái cây gì để cho mát cổ? Bấy nhiêu thôi. Trái cây trúng mùa đều có đủ thứ hết. Nếu mà đại nhân muốn ăn cái gì khác đó mà ta chưa mua, ta biểu hạ nhân đi mua ngay. Thiệt tươi lắm. Hả? Ta nói thiệt mà. Thôi dạ bảo chà, ông tạm giữ trái cây quý này, hèn chi mà Lô đại nhân không chịu lấy. Tỷ phu à, tỷ phu, làm như vậy thì đại nhân thấy không có vui, hình như là bất kính đó. Chính là ta muốn hắn không có vui.
lão già, làm vậy có lo đụng chạm tới Lô đại nhân không? Hắn nổi giận không chừng giận lên quê phủ của mình. Phải. Đại phu nhân xin yên tâm, cho dù đại nhân không có thích, vì hắn là kinh quan, biết tự trọng thân phận, cùng lắm là để trong bụng, không bao giờ dám nói ra. Quê An nói rất đúng, thẳng rõ trái cây, cái chiêu này nặng nhẹ, nhất định phải nắm được vừa vặn. Kẻ biết ta chỉ có Quê An thôi. Còn cười được như vậy sao? Đã bỏ lỡ cơ hội gần gũi với hoàng thượng rồi, thiệt đúng là mất đại chi. Bà biết cái gì? Ta đã nói nhiều lần rồi, chuyện người bỏ mặt, chỗ đông đừng đớn. Hắn cũng đã tục lòng kìa. Hả? Mục đích người ta là cầu thần lạy Phật, mong hoàng thượng đừng có vô ở. Cho nên lần này Lô đại nhân không có an bài hoàng thượng vào ở trong quê phủ. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.